Nếu mà trong trường hợp khi chúng ta phát hiện bệnh của cá ở cái giai đoạn gọi là nặng, là giai đoạn mà có quá nhiều bong bóng nổi lên rồi, thì rất tiếc phải thông báo với bạn rằng trong giai đoạn này đã quá trễ. Và việc chúng ta có thể làm chỉ là tách ly cá ra khỏi đàn và theo dõi thực tế của cá thôi. Bởi vì với cái tình trạng mà bệnh bong bóng phát triển nhanh như vậy thì cái niêm mạc nó cũng sẽ phá vỡ, do đó cái tốc độ thấm nước á, rất là cao. Và bởi vì tốc độ thấm nước của cá rất là cao nên khi mà mình ngâm thuốc và ngâm muối thì khả năng cao á, là sẽ bị tăng nồng độ muối bất thường trong máu và sẽ gây ra ngộ độc thuốc. Như vậy thì nó sẽ phản lại tác dụng của cá. Tóm lại là cái trong giai đoạn mà bong bóng nổi quá nhiều và to thì cái việc sử dụng thuốc nó rất là nguy hiểm, nên trong giai đoạn này thì khả năng phục hồi cực kỳ thấp. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Thì trong giai đoạn này chúng ta chỉ cần ngâm muối cho cá ở nồng độ nhẹ thôi, đó là từ 0,2 đến 0,4% để mà giảm gánh nặng cho cá và quan sát.